thể các quý vị khách hàng, thân mến, với buổi sáng hôm nay thì Thẩm Mỹ OHIO tiếp tục mang tới cho quý vị khách hàng đang điều trị giãn mạch tại Thẩm Mỹ OHIO. Và đây là chị Mai quý vị ạ. Tình trạng giãn mạch của chị Mai thì từ phía chân rất là nặng, và quý vị có thể nhìn thấy rất là rõ qua màn hình đúng không ạ? Và chị Mai ơi, chị Mai có thể chia sẻ giúp em là không biết cái tình trạng này của mình diễn ra trong thời gian lâu chưa ạ? Chị đã mất được khoảng 15 năm rồi, 15 năm rồi ạ. Tức là thời điểm trước đây là mình đã có rồi, nhưng mà như thế nào mà nó lại có thể chuyển biến nặng như thế này ạ? Khi mà sinh cháu thứ hai xong thì bệnh nó càng ngày càng nặng. Tức là vừa sinh bạn thứ hai xong thì bắt đầu là tình trạng này nó nặng lên. Và không biết là với cái tình trạng nặng này như thế này thì nó đã ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống hay là cái sự di chuyển của mình vận động không ạ? Tức là nó không có một biểu hiện về đau, không đau, nhưng mà nó chỉ là thẩm mỹ nó đây là nó không mặc được cái gì, không mặc váy, không mặc quần đùi, đấy này lại là ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Tức là mình cảm thấy ảnh hưởng rất là nhiều thẩm mỹ đúng không ạ? Vâng, em cũng có nghe chị Mai chia sẻ là trước đây mình cũng đã đi chữa trị ở một cơ sở khác rồi. Chị có thể chia sẻ kỹ hơn giúp em là mình cái lần trị liệu đó nó như thế nào đúng không ạ? Chị cũng gọi là bắn laser, nhưng mà họ cũng bảo là lần đầu tiên là tức là chỉ một lần thôi là khỏi, nhưng mà chị làm đến 3 lần rồi cũng vẫn không có tình trạng đỡ tí nào luôn. Thì cũng xem trên Facebook là nhìn thấy là nhiều người đỡ nên là chị tìm đến đây. Tức là mình đã chữa 3 lần ở bên đó rồi, cũng là bắn laser đúng không ạ? Và hiện tại là sau 3 lần mình cảm thấy không cải thiện và cuối cùng là mình đã quyết định là dừng liệu trình đó. Tại Thẩm Mỹ OHIO thì khi mà sau cái buổi đầu tiên ấy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe cái chia sẻ của chuyên gia xem là cái tình trạng của chị Mai đã cải thiện như thế nào, hoặc là cái tình trạng phân tích kỹ hơn cái tình trạng của chị Mai về cái tình trạng giãn mạch của vùng chân ạ. Chuyên gia có thể chia sẻ được không ạ? Như mọi người có thể thấy là cái tình trạng mau mạch trên vùng chân của chị Mai khá là nhiều. Nó bị khắc cả chân, vùng diện tích rất là rộng. Rất may là chị đã đi điều trị khá là sớm nên là cái việc mà điều trị nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Các mạch của chị chưa bị chuyển biến quá là phức tạp. Theo như chị có chia sẻ thì ở cái cơ sở trước chị thăm khám thì họ nói là sau một lần là có thể là cải thiện rồi. Vậy thì là chuyên gia nhận định như thế nào về cái tình trạng của chị Mai, liệu rằng là sau một lần thì nó có thể là hết sạch được không? Đối với cái tình trạng mau mạch này á, thì mình phải điều trị theo một liệu trình nhất định. Một buổi thì khó có thể là hết được, nhưng mà nếu mà cái tình trạng mau mạch của chị đáp ứng tốt thì sau khoảng tầm 2 đến 3 buổi cái tình trạng mau mạch của chị sẽ co rút lại và nó hoàn toàn mất luôn được. Vâng, tức là chúng ta vẫn phải có một cái quá trình để điều trị đúng không ạ? Bởi vì là theo em nhìn thấy ở đây thì là cái tình trạng mau mạch của chị cũng khá là nặng, kể cả là những cái mạch nhỏ đi chăng nữa thì nó cũng nhìn rất là rõ rồi, chứ không phải là kiểu là mới chớm nữa. Thế nên là chắc chắn là 100% nó không thể nào mà hết ngay 100% sau buổi 1 được, mà chúng ta cần có một cái quá trình điều trị. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên là thay đổi cái sinh hoạt sống của mình để lành mạnh hơn, tốt hơn. Ví dụ như là ăn nhiều rau xanh này, đi đứng vận động thể thao, thì chúng ta hãy lựa chọn những cái môn thể thao mà chúng ta không phải vận động nặng quá chân, như kiểu tập gym thì nâng tạ các thứ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng áp lực lên chân rất là nhiều. Thì chúng ta có thể tập thể thao nhưng mà tập những cái môn vận động nhẹ nhàng thôi. Và tiếp đó là chúng ta có thể lên trên mạng và tham khảo một số những cái bài tập về giãn mạch cho chân chẳng hạn. Tức là khi mà ngồi lâu thì chúng ta có thể là cử động hoặc là làm những cái động tác tập thể dục cho chân để cho chân có thể là có máu lưu thông tốt hơn và hạn chế cái tình trạng giãn mau mạch. Và đặc biệt là khi mà chúng ta điều trị giãn mau mạch tại Thẩm Mỹ OHIO xong và sau cái buổi trị liệu xong vừa về nhà xong thì chúng ta có cần lưu ý điều gì không ạ? Đối với khách hàng sau khi mà điều trị giãn mau mạch, nhất là ở vùng chân, thì về nhà mình nhớ lưu ý là tránh vận động mạnh, tránh chạy nhảy nhiều để cho các thành mạch được ổn định và nó sẽ có thời gian co rút nó nhanh hơn. Và cái thứ hai là mình sẽ kiêng không có sử dụng những cái xà phòng hay là chất tẩy rửa trong vòng 3 ngày đầu. Vâng, tức là chúng ta nên kiêng 2 điều. Đầu tiên là tránh vận động mạnh đúng không ạ? Và thứ hai nữa là kiêng những cái sản phẩm như là chất tẩy rửa, sữa tắm trong những cái thời gian đầu. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Thẩm Mỹ OHIO đang tiếp tục với cái liệu trình trị liệu của chị Mai, với cái liệu trình điều trị giãn mau mạch, và chúng tôi cũng đã xin phép chị Mai để ghi lại hình ảnh này để theo dõi xem cái quá trình phục hồi trên cái vùng chân của mình như thế nào quý vị nhé. Và để quý vị có thể theo dõi xem là vùng chân của chị Mai khắc phục tình trạng giãn mau mạch qua các buổi như thế nào thì quý vị có thể theo dõi trên trang fanpage của Thẩm Mỹ OHIO. Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.